Xin chào các bạn. Mấy bữa nay cái sự kiện mà xe hơi VinFast tham gia thị trường nước Mỹ, cụ thể là tham gia cái Motor Show ở Los Angeles vừa rồi, thì truyền thông rất quan tâm. Truyền thông không chỉ trong nước mà quốc tế họ quan tâm rất lớn đến cái vấn đề này, và đồng thời là nhận được rất nhiều cái lời chúc mừng của người dân trong nước, khu vực và thế giới nữa. Họ rất là ngạc nhiên với cái bước tiến của xe hơi VinFast. Bản thân mình cũng vậy, là một người Việt Nam, mình thấy những cái thành tựu mà đất nước mình đạt được, mình vô cùng gọi là phấn khởi, tự hào, xúc động nữa. Tự hào lắm, bởi vì mình là người Việt Nam, đơn giản như vậy thôi đó. Thì tôi không hiểu tại sao lại có một số kẻ cũng là người Việt Nam, nhưng mà thay vì tự hào, họ lại tự nhục các bạn. Họ tự nhục. Và mình suy nghĩ hoài để tìm cái nguyên nhân tại sao họ là người Việt Nam, họ lại đi tự nhục với những cái thành tựu mà đất nước chúng ta đạt được. Không chỉ là riêng cái xe VinFast đâu, trước đây chúng ta có rất nhiều thành tựu khác, nhưng mà những kẻ đó luôn gọi là gì, chề môi chê ba dè biểu. Mình gọi là, chúng ta hay gọi từ tự nhục các bạn. Thì trước tiên nói đến những cái kẻ tự nhục này thì mình cũng nói sơ qua về VinFast, bởi vì mấy ngày nay truyền thông rồi họ nói rất là nhiều rồi, và mấy năm nay rồi. Thì ngoài cái sự chúc mừng thì tôi thấy, bản thân tôi nhận xét thì VinFast có một chiến lược phát triển phải nói là rất là táo bạo, vô cùng táo bạo. Thông thường thì các bạn suy nghĩ là đơn giản, chúng ta là một cái nước mới phát triển, nếu chúng ta có xe hơi thì đương nhiên chúng ta phải phát triển ở trong nước, xong rồi chúng ta phải lan dần ra Campuchia, Lào, Thái, rồi bắt đầu mở rộng ra, đúng không? Và cái thị trường lớn nhất là Bắc Mỹ và châu Âu là thường là cuối cùng đó, cuối cùng. Nhưng ở đây VinFast họ làm ngược lại với những gì chúng ta suy nghĩ. Họ trong nước thì đương nhiên thì xe trong nước có rồi, nhưng họ không bán qua Lào, qua Campuchia, qua Thái Lan hay là những cái nước gần, mà họ phát triển, họ đánh thẳng sang cái thị trường gọi là lớn mạnh nhất thế giới hiện tại, đó là Mỹ. Một thị trường gọi là cạnh tranh khốc liệt. Mỹ và châu Âu nha các bạn. Châu Âu cũng có cái VinFast, bên Pháp đã có cái gọi là cái cửa hàng rồi đó, ở Paris đó. Thì tại sao lại như vậy? Thì mình cũng gọi là tự suy luận thôi, về những cái gì mình hiểu được thôi. Có nghĩa là khi chúng ta làm như vậy, chúng ta VinFast, nếu VinFast thành công ở thị trường Mỹ thì sao các bạn? Chắc chắn các cái thị trường khác chúng ta không cần chinh phục nữa. Chúng ta không cần, VinFast không cần chinh phục, bởi vì Mỹ là cái thị trường gọi là cạnh tranh khốc liệt nhất, khó tính nhất đó. Mà khi nếu mà VinFast mà đã thành công rồi thì chắc chắn các cái thị trường khác là đương nhiên, không cần phải quảng cáo nhiều, cũng phải marketing đồ nhiều đâu, nó là đương nhiên luôn. Bởi vì khi mà sản phẩm chúng ta đã được thị trường Mỹ chấp nhận thì đó là giống như là một cái chứng nhận về giá trị, về thương hiệu đó. Và cái thứ hai nữa mà tôi đánh giá cao cái chiến lược của VinFast, đó là VinFast biết được cái phát triển của Bắc Mỹ và châu Âu trong thời gian tới đây như thế nào. Bởi vì các bạn biết, Bắc Mỹ và châu Âu họ quan trọng cái vấn đề môi trường đó, cho nên là họ đang tiến tới dần dần loại bỏ những chiếc xe sử dụng cái nguyên liệu hóa thạch gây ô nhiễm, đó là xăng dầu các bạn. Đó, những nguyên liệu mà gây ô nhiễm môi trường, khí thải đó, thì trong vòng ngắn hạn khoảng chừng 20-30 năm nữa thôi, thì chắc chắn những cái xe mà sử dụng cái nguyên liệu hóa thạch như chúng ta đang sử dụng đây nè, hầu hết luôn, cả thế giới luôn, thì châu Âu và Bắc Mỹ họ sẽ loại bỏ. Và lúc đó thì các bạn không thể đi bộ, chắc chắn các bạn sẽ thay một cái phương tiện khác nó thân thiện với môi trường, thì đó chính là cái xe điện. Thấy trước giờ chúng ta sử dụng nhiều cái động cơ năng lượng khác nhau, như năng lượng mặt trời chẳng hạn, nhưng mặt trời nó hạn chế lắm, nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu di chuyển đó, xe năng lượng mặt trời. Cho nên cái xe điện này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn của hôm nay và tương lai đó. Chính vì thế mà tôi thấy cái chiến lược của VinFast họ, tôi cho rằng đó là một chiến lược rất là bài bản và rất là hoàn hảo, rất hoàn hảo. Thì mình chưa nói trước được cái tương lai, bởi vì chúng ta làm kinh doanh đó, thì đâu phải cứ đầu tư, cứ làm, cứ sản xuất ra là chúng ta có lời đâu, nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy một cái chiến lược phải nói là rất là rất là bài bản và rất là quyết tâm. Chiến lược mà nhiều cái đối thủ cạnh tranh xe hơi trên thế giới họ ngỡ ngàng, họ đánh giá rất cao VinFast. Đó mình nói sơ qua về cái xe của VinFast.